Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng Yếu Khu Thầy Phó 9 tháng 1 năm 1975, 9 tháng 1 năm 2015. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2015. Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự, Tân Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông. Tức trong nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo kiểm tra các loại phí, lệ phí trong ngành nông nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2015, kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng Yếu Khu Thầy Phó, một sự kiện lịch sử đáng tự hào của quân và dân Vĩnh Trà anh hùng. Thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày lịch sử này, qua đó nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ. Trong ngày hôm nay, tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Trung đoàn Bộ binh 3 Quân khu 9 tổ chức về nguồn lao động giúp dân tại xã Hữu Thành, nơi diễn ra sự kiện lịch sử này. 140 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên ba đơn vị cùng đoàn viên thanh niên huyện Trà Ôn đã tham gia đào đắp, cải tạo và đổ đá 1 km đường nông thôn ấp Vĩnh Tiến, xã Hữu Thành. Hoạt động này, ngoài việc giúp dân có được con đường thuận lợi để tham gia giao thông, còn nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên thanh niên các đơn vị. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo chính quyền địa phương, các đoàn viên thanh niên đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình của những cựu chiến binh từng tham gia trận đánh tiêu diệt Yếu Khu Thầy Phó. Chiều nay, đoàn thanh niên ba đơn vị nêu trên còn tổ chức các hoạt động trò chơi lớn với hành trình tìm địa chỉ đỏ, giao lưu các trò chơi dân gian. Thưa quý vị và các bạn, tối nay tại xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm 40 năm chiến thắng Yếu Khu Thầy Phó, 9 tháng 1 năm 1975, 9 tháng 1 năm 2015. Phóng viên của đài có mặt tại đây sẽ thông tin về buổi lễ quan trọng này. Thưa quý vị các bạn, tôi đang đứng tại trung tâm hành chính của xã Hữu Thành. Cách nay 40 năm, nơi đây là trung tâm của Yếu Khu Thầy Phó. Yếu Khu Thầy Phó là một cái căn cứ trọng yếu của địch để mà dùng làm bàn đạp tấn công các cái huyện phía tây nam của tỉnh Vĩnh Long như là Vũng Liêm, Trà Ôn, Cầu Kè và Càng Long. Yếu Khu Thầy Phó là một căn cứ tưởng chừng như không thể công phá được. Tuy nhiên với ý chí, lòng quyết tâm và sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân thì Trung đoàn Bộ binh 3 đã tiêu diệt Yếu Khu Thầy Phó vào ngày 9, ngày 10 tháng Giêng năm 1975 nhằm để giáo dục truyền thống, đồng thời là tưởng nhớ đến những công lao đóng góp của cán bộ nhân dân cũng như là cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 3 đã anh dũng chiến đấu hy sinh để tiêu diệt Yếu Khu Thầy Phó. Thì tối nay tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức meeting kỷ niệm 40 năm chiến thắng Yếu Khu Thầy Phó. Tham dự buổi lễ có hơn 900 đại biểu là lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, quý mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 3, cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia trận đánh cùng đông đảo nhân dân ở các xã khu vực lân cận và tại nơi diễn ra trận đánh. Thưa quý vị và các bạn, để làm nên chiến thắng Yếu Khu Thầy Phó lịch sử thì không chỉ là vai trò đóng góp trực tiếp của cán bộ chiến sĩ, những người trực tiếp tham gia trận đánh. Bên cạnh đó thì cái vai trò trực tiếp của cái người chỉ huy trận đánh có ý nghĩa quyết định. Đứng bên cạnh tôi đây là Thiếu tướng Lê Xã Hội, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 3, nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9. Thì xin ông có thể cho khán giả được biết đó là cái ý nghĩa lịch sử của cái trận tiêu diệt Yếu Khu Thầy Phó là như thế nào ạ? Khu Thầy Phó là một trận có ý định chiến lược của quân khu nhằm mở màn chiến dịch mùa khô 74-75. Nó có một cái ý nghĩa làm cho quần chúng nhân dân phấn khởi để mở rộng một vùng giải phóng, mở toan một cái tuyến phía nam của thị xã Vĩnh Long, nay là thành phố Vĩnh Long. Thu được hai khẩu pháo làm kích động nhân dân cả hai tỉnh, động viên nhân dân ra tích cực sản xuất và tham gia xây dựng áp trại chiến đấu. Lực lượng vũ trang thì ra sức là chiến đấu, giải phóng Đồn Bót để chuẩn bị sẵn sàng cho dịch tiếp theo. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Thưa quý vị các bạn, đối với người dân ở khu vực Yếu Khu Thầy Phó ngày xưa, nay là xã Hữu Thành, thì vẫn còn nhớ như in là cái ngày mà bộ đội vào tiêu diệt Yếu Khu. Cái khoảnh khắc đó đã để lại ấn tượng như thế nào trong lòng của người dân? Thì bây giờ mời quý vị các bạn cùng gặp gỡ một cái nhân chứng, người đã trực tiếp dẫn bộ đội vào tiêu diệt cái Yếu Khu Thầy Phó.
Thưa ông, xin ông cho biết cái cảm tưởng của ông khi mà bộ đội chúng ta và tiêu diệt cái yếu khu thầy phó ? Phải nói khi thế lúc đó là người dân hết sức là sôi sục và hết sức là phấn khởi, cờ biểu ngữ lúc đó là tung bay mặc dù là buổi tối. Chính vì cái thắng lợi đó mà tới bây giờ mỗi khi mà nhắc đến cái chiến thắng mà yếu khu thầy phó thì trong lòng mọi người dân ở địa phương này đều nô nức đón chào, nhất là ngày hôm nay đúng ngày kỷ niệm 40 năm thì người dân sống lại những cái thời điểm ở cái ngày 9 tháng 1 năm 75 đó. Dạ, xin cảm ơn ông rất nhiều ạ. Dạ. 40 năm đã trôi qua nhưng âm vang chiến thắng hoàn toàn yếu khu thầy phó ngày nào vẫn còn vang dội, làm ấm lòng cán bộ chiến sĩ đã từng chiến đấu hy sinh để giải phóng quê hương. Trận tiêu diệt yếu khu năm xưa luôn là niềm tự hào, là phương hướng để cán bộ chiến sĩ hôm nay gìn giữ và phát huy. Chiến công đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc, nhất là trang sử vẻ vang của Trung đoàn 3 Anh Hùng, cùng quân dân huyện Trà Ôn nói riêng, tỉnh Vĩnh Long nói chung, là niềm tự hào của địa phương mà các thế hệ hôm nay phải gìn giữ và phát huy để xứng đáng với niềm tự hào ấy. Thưa quý vị và các bạn, 40 năm đã trôi qua kể từ ngày Trung đoàn 3 Quân khu 9 tập kích yếu khu thầy phó và giành chiến thắng. Cho đến tận bây giờ, nhiều cán bộ chiến sĩ của trung đoàn, những người đã trực tiếp tham gia trận đánh quan trọng này vẫn còn nhớ như in với bao kỷ niệm hào hùng. Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng yếu khu thầy phó, 9 tháng 1 năm 1975, 9 tháng 1 năm 2015, mời quý vị và các bạn gặp lại một số cựu chiến binh tham gia trận đánh này. Mới đó mà đã 40 năm kể từ ngày ông Hai Chơn, tức ông Trần Văn Mừng, cùng đồng đội tham gia trận đánh yếu khu thầy phó. Khi đó, ông là chính trị viên đại đội 57 tiểu đoàn 306, nhận nhiệm vụ đánh vào khu pháo binh của địch. Sau 35 phút chiến đấu, đúng 4 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 năm 1975, đại đội 57 đã làm chủ trận địa pháo binh, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, thu được hai khẩu pháo 105 ly còn nguyên vẹn. Hơn 4 giờ đồng hồ chiến đấu, lực lượng của ta vẫn chưa chiếm được sở chỉ huy yếu khu. Nếu để kéo dài thời gian, địch sẽ có điều kiện củng cố lại lực lượng, tổ chức phản kích. Chấp hành lệnh của chỉ huy trung đoàn, ông Hai Chơn hạ nòng pháo xuống bắn hủy diệt lô cốt, công sự, sở chỉ huy yếu khu. Dùng cái bích này chúng ta giải phóng được cái tá. Mà giống khi giải phóng được cái tá là mấy người tá này thì cái đầu não nó mất rồi. Còn lại lính không. Cho nên cái điều kiện mà nó chống trả lại với ta là rất là khó. Còn lại khu nhà đèn nó mất cái kho đạn 700-800 quả rồi. Cho nên là mình hạ tầm xuống bắn một lực. Chứ nếu bắn được ngày đó thì giải phóng luôn. Cho nên tối hôm sau mình mới bắn 120 ly mới giải phóng được. Với ông Năm Trẩm thì yếu khu thầy phó là một trận đánh để lại trong lòng ông nhiều ấn tượng sâu sắc. Cái chiến thắng yếu khu thầy phó, một cái ấn tượng lớn nhất mà trong cái đời chiến đấu của tôi thì cái trận này là cái tiểu đoàn 306 của mình là sử dụng cái lực lượng là coi như là phần đông là anh em là coi như ở tù gì, tức là gọi là quân chiến thắng, đánh mũi trưởng, như anh là Nguyễn Văn Cả Hai Đường, rồi anh là Nguyễn Văn Linh Út Linh, rồi anh Châu Văn Một là 21, nói chung là nhiều anh em là ở tù gì mà các đồng chí này chiến đấu rất là dũng cảm. Trận đánh này là trận đánh đầu tiên của tôi được cái trực tiếp để chiến đấu. Trước đây là mình làm nhiệm vụ phục vụ. Sau khi cái trận đánh cái khu thầy phó xong mà cái cả đội hình của đơn vị chiến thắng thì coi như hoàn toàn, thì đó cũng là một cái động lực để mình tiếp tục cái trong cái quá trình đến khi 30 tháng 4 năm 75 giải phóng hoàn toàn rồi đi làm các cái nhiệm vụ tiếp. Với đại tá Huỳnh Trọng Phẩm, nguyên chính ủy trung đoàn 3, dù 40 năm trôi qua nhưng ông vẫn nhớ như in không khí của ngày chuẩn bị cho trận đánh vào yếu khu thầy phó. Ông nhớ nhất là hình ảnh những đồng chí, đồng đội của ông với khí thế quyết tâm, sôi sục, tình nguyện xung phong làm mũi trưởng, sẵn sàng hy sinh để tiêu diệt yếu khu thầy phó. Lúc phát động như vậy đó thì anh em quyết tâm rất là cao. Nhưng mà trong đó đặc biệt là có đồng chí cán bộ là trung đội trưởng, trung đội trưởng trinh sát, đồng chí này đó là con một của con trai một của một gia đình ở trên đất Vĩnh Trà. Hôm đi chuẩn bị quyết tâm chuẩn bị trong công tác chuẩn bị đó, thì đồng chí quyết tâm là đồng chí báo với đảng ủy của trung đoàn đó,
là đồng chí sẵn sàng hy sinh để trong cái đợt chuẩn bị này nó hoàn thành đạt chất lượng cao để diệt được ưu khu thể hóa. Là đồng chí quyết tâm trước mặt tập thể vậy đó. Thành mình thấy cái đó là rất là cảm động. 40 năm đã trôi qua, thế nhưng trong tâm khảm của nhiều người từng tham gia trận đánh yếu khu Thầy Phó, hai ngày đêm tấn công địch rồi dùng pháo địch để đánh địch là một thắng lợi có ý nghĩa rất lớn, làm bàn đạp tiến công giải phóng vùng ruột Vĩnh Trà, mở hành lang thông qua sông Hậu, tạo thế và lực cho cục diện chiến trường khu 9, chuẩn bị tốt nhất cho giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chiến thắng yếu khu Thầy Phó luôn là niềm tự hào để mọi cán bộ chiến sĩ hôm nay gìn giữ và phát huy, vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Liên tục chương trình là những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến giám sát tại Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tình hình quan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị quan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, trong 4 năm qua, ngành tòa án tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, không có oan sai. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh đã thụ lý và giải quyết 706 vụ án với 1.112 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%, không có án tồn động, không có trường hợp bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, số án sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị còn cao, chiếm 38%. Đội ngũ thẩm phán cấp huyện còn thiếu và hạn chế về năng lực theo yêu cầu. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long lưu ý ngành tòa án tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thông về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ thẩm phán và cán bộ công chức để tòa án thực sự là cơ quan cầm cân nảy mực, cán cân công lý, trung tâm hoạt động tư pháp, hạn chế thấp nhất trường hợp oan sai và vi phạm pháp luật. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phát động thi đua năm 2015. Ông Trần Văn Rón, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Mục tiêu trọng tâm của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2015 là tập trung thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt 6 chương trình hành động của tỉnh ủy. Phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,2%, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%, giá trị các ngành dịch vụ tăng 7,8%, kim ngạch xuất khẩu đạt 330 triệu đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội 12.000 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2015, làm tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương và phát động thi đua năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau. Thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ về tình hình, thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị, phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị về tính chủ động, tính sáng tạo ở trong mỗi cá nhân để tạo sự đồng thuận của xã hội, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, quyết tâm và hoàn thành 24 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội của 2015. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015 với mục đích tạo không khí đoàn kết vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, giao thông là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, mấy năm gần đây thì nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và huy động sức dân, cộng với việc tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách,
xã Tân Long, huyện Mang Thít đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện tiêu chí này. Điển hình như công trình xây dựng đường liên ấp từ trường tiểu học Tân Long B đến tỉnh lộ 903. Công trình này có chiều dài hơn 3 km với tổng kinh phí xây dựng gần 10 tỷ đồng. Để mở rộng mặt đường đạt chuẩn, người dân ở đây cũng tham gia hiến hơn 1,3 hectare đất ruộng, vườn cùng hoa màu với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Trước đây lộ này là ở đây là bờ dùng, sau xã vận động để xây dựng cái lộ liên ấp thì thấy cái lợi ích chung của xã hội, rồi điều kiện giao lưu thông thoáng, rồi hàng hóa cũng dễ mua bán. Từ chỗ đó gia đình tôi cũng mạnh dạn hiến một công hai đất, hiến đất để làm sao cho bộ mặt nông thôn cho càng ngày càng phát triển, rồi lộ làng thông thoáng, đời sống nhân dân mới đi lên được. Bên cạnh việc vận động người dân hiến đất và hoa màu, những năm gần đây, xã Tân Long còn vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để cùng nhà nước xây dựng các tuyến đường liên xóm. Riêng trong năm 2014 này, xã đã triển khai thi công 5 công trình đường liên xóm có tổng chiều dài gần 5 km với tổng kinh phí xây dựng hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp 50% kinh phí. Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Long, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông, từ năm 2012 đến nay, xã đã triển khai thực hiện 15 tuyến đường liên ấp, liên xóm và trục nội đồng có tổng chiều dài gần 26 km. Qua đó, người dân tham gia hiến hơn 12,6 hectare đất cùng hoa màu với tổng trị giá trên 32 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân ở địa phương còn đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng để cùng nhà nước xây dựng các đường liên xóm. Nhờ vậy, đến nay, các tuyến đường giao thông theo quy hoạch của xã Tân Long được xây dựng ngày càng hoàn thiện. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông, thì đối với Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã, chúng tôi tập trung các giải pháp thế này. Cái thứ nhất là liên hệ chặt chẽ đối với chủ đầu tư và cái đơn vị thi công đối với các công trình do trên đầu tư, rà soát lại và tập trung giải quyết, hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ. Đối với các công trình do xã làm chủ đầu tư, thì chúng tôi cũng tiếp tục làm việc đối với tất cả các đơn vị thi công và kết hợp với cái việc mà tập trung đẩy nhanh tiến độ huy động sức đóng góp của nhân dân nhằm đảm bảo vốn để quyết toán các công trình và quyết tâm là hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn đối với xã nông thôn mới trong quý 1 năm 2015. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các ủy đảng, chính quyền và sự tham gia đóng góp tích cực của người dân, xã Tân Long, huyện Mang Thít sẽ thực hiện hoàn thành tiêu chí giao thông theo như kế hoạch đã đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn Tân Long ngày càng đổi mới, phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sau khi rộ lên thông tin về việc nông dân nuôi gà thịt đang phải chịu tới 14 loại phí, hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã chỉ đạo Vụ Tài chính chủ trì kiểm tra toàn bộ các loại phí, lệ phí trong ngành nông nghiệp, phát hiện các chồng chéo bất hợp lý, đề xuất sửa đổi và báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra trước ngày 15 tháng 2 tới. Những chỉ đạo trên của Bộ trưởng Cao Đức Phát được đưa ra sau khi có buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh về góp ý cho dự thảo luật thú y. Ông Nguyễn Văn Trực, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn thông tin, một con gà đang phải cõng 14 loại phí lệ phí. Ông Trực cho biết, hiện phí lệ phí kiểm dịch trên gia cầm còn khá nhiều, đôi lúc trùng lắp làm tăng chi phí sản xuất và lưu thông. Trước đó, người dân và doanh nghiệp cũng đã phản ánh trực tiếp với Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về những quy định trái khuấy của ngành nông nghiệp như giấy phép kiểm dịch trứng có giá trị một ngày, quy định kiểm dịch mật ong, giống thủy sản theo kiểu ngó qua một cái, cấp cái giấy và thu tiền. Với hình thức kiểm dịch này, một quả trứng tăng chi phí thêm 5 đồng. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình kỹ thuật số miền Nam. Đây là công ty được thành lập với hai thành viên là Đài truyền hình Vĩnh Long và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình kỹ thuật số miền Nam SDTV được thành lập với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng số mặt đất tại khu vực Nam Bộ, thực hiện chuyển đổi công nghệ truyền dẫn phát sóng tương tự sang công nghệ số đúng với lộ trình đề ra. Mạng đơn tần SFN của SDTV sẽ phủ sóng toàn bộ khu vực Nam Bộ, gồm 20 tỉnh thành từ Bình Thuận đến Cà Mau. Trong đó, mỗi địa phương đều có trạm phát sóng với công suất thích hợp.
Theo kế hoạch, mạng truyền hình số mặt đất của SDTV khi được triển khai hoàn thiện vào năm 2016 sẽ phủ sóng 58.000 km², tương đương 90,4% diện tích khu vực Nam Bộ, cấp tín hiệu truyền hình đến hơn 30 triệu người dân, chiếm hơn 93% dân cư trong khu vực. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đánh giá cao những nỗ lực, sự đóng góp tích cực của các cơ quan đơn vị của tỉnh Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh trong việc thành lập SDTV, đồng thời mong muốn sự đồng thuận hợp tác này sẽ tiếp tục phát huy, tạo nền tảng vững chắc để công ty truyền hình kỹ thuật số miền Nam phát triển lớn mạnh. Rạng sáng nay ngày 9 tháng 1, tại công trình xây dựng Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam, địa chỉ số 1196 đường 3 tháng 2 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra sự cố sập sàn bê tông đang thi công. Theo thông tin ban đầu, có 7 công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 1, khi các công nhân đang thi công sàn tầng 7 thì bất ngờ xảy ra sự cố sập sàn bê tông tươi. Lúc này, nhiều công nhân hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Tiếp nhận tin báo, Công an quận 11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát Giao thông đã có mặt để bảo vệ hiện trường và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Được biết, công trình xây dựng Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam được khởi công từ tháng 11 năm 2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên 36 Bộ Quốc phòng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Chiều nay, các lực lượng an ninh và đặc nhiệm Pháp cùng nhiều máy bay trực thăng đã phong tỏa toàn bộ thị trấn Damata Angoen, đông bắc nước này, nơi hai đối tượng tình nghi là thủ phạm trong vụ xả súng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo đang bắt giữ con tin và cố thủ. Thái Lan bắt đầu tuyên luận tội cựu thủ tướng Vinod Sinawat với cáo buộc lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo. Thưa quý vị và các bạn, 48 giờ đồng hồ sau vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp làm 12 người thiệt mạng, chiến dịch truy lùng hai nghi phạm trong vụ xả súng này đang được tiến hành ráo riết. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, đến 17 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, các lực lượng an ninh và đặc nhiệm Pháp cùng nhiều máy bay trực thăng đã phong tỏa toàn bộ thị trấn Damata Angoen, đông bắc nước này, đông bắc nước Pháp, nơi hai đối tượng tình nghi đang bắt giữ con tin và cố thủ. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát đã xuất hiện rất đông xung quanh xưởng in CDT tại một khu công nghiệp ở thị trấn Damata Angoen, sân bay Charles de Gaulle ở Paris, cách hiện trường 12 km đã được lệnh đóng cửa một phần, nhiều chuyến bay đã được lệnh chuyển hướng. Toàn bộ người dân trong khu vực được yêu cầu không ra khỏi nhà vào thời điểm này. Một trường học và nhiều tòa nhà ở gần đó đã được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện chưa có thông tin xác nhận về việc có bao nhiêu con tin đang bị hai kẻ khủng bố bắt giữ trong xưởng in. Các công tố viên của thành phố Paris cũng đã bác bỏ thông tin cho rằng ít nhất một con tin thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Damata Angoen. Trước đó, truyền thông Pháp đưa tin có nhiều tiếng súng nổ khi cảnh sát truy đuổi chiếc xe của hai đối tượng tình nghi trên. Trước đó, từ tối qua, tại thủ đô Paris, Pháp và một số nơi trên thế giới đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng nhằm vào tòa soạn của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. Tháp Eiffel ở Paris đã tắt đèn vào lúc 19 giờ tối thứ Năm theo giờ địa phương, tức 2 giờ sáng nay giờ Việt Nam, để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng tại tòa soạn Charlie Hebdo. Ở Serbie, hàng trăm người đã tập trung trước Trung tâm Văn hóa Pháp tại thủ đô Beograd thắp nến tưởng nhớ 12 người bị sát hại. Tại thành phố Sydney, đêm qua, đông đảo người dân Australia và kiều bào Pháp, trong đó có đại sứ Pháp Christophe Lucoutier, đã làm nghi thức cầu nguyện cho các nạn nhân ở Paris. Còn tại thủ đô Mexico City, kiều dân Pháp và nhiều cư dân Mexico cũng tiến hành lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của tạp chí Charlie Hebdo bên ngoài Đại sứ quán Pháp. Xin chuyển sang các thông tin khác. Quốc hội Thái Lan hôm nay đã bắt đầu phiên luận tội của Thủ tướng Vinod Sinawat với cáo buộc lơ là trách nhiệm. Nếu bị tuyên bố là có tội, bà Vinod sẽ bị cấm hoạt động chính trị 5 năm và theo các chuyên gia. Động thái này có thể một lần nữa thổi bùng những căng thẳng vốn âm ỉ trong nền chính trị Thái Lan.
Trong phiên luận tội này, bà Chính Lúc phải giải trình trước Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan, tức Quốc hội, về các cáo buộc lơ là trách nhiệm dẫn đến tình trạng tham nhũng và thất thoát trong chương trình trợ giá gạo. Phát biểu trước Quốc hội, cựu Thủ tướng Chính Lúc đã kêu gọi các nghị sĩ nên chú trọng vào những lợi ích mà chương trình trợ giá gạo mang lại chứ không phải những thiệt hại về tài chính. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi bác bỏ mọi cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan cũng như những báo cáo mà Ủy ban này đã trình bày. Thái Lan đã mất danh hiệu nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới khi chính phủ của bà Dinh Lúc thực hiện chính sách trợ giá gạo cao hơn 40% so với giá thị trường. Chỉ trong 2 năm thực hiện việc trợ giá từ năm 2012 đến năm 2014, chính phủ phải chịu lỗ hàng tỷ đô la. Hồi đầu tháng 5 năm ngoái, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết cách chức bà Dinh Lúc với cáo buộc vi hiến và lạm quyền. Dự kiến phiên luận tội tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tới. Ủy ban bầu cử Sri Lanka hôm nay thông báo cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Maithripala Sirisena đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này diễn ra vào hôm qua. Trước đó cùng ngày, đương kim tổng thống Mahinda Rajapaksa đã thừa nhận thất bại trước đối thủ Sirisena, nhân vật từng là đồng minh chính trị của ông. Dự kiến ông Sirisena sẽ nhậm chức tổng thống vào tối nay. Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy ứng viên Sirisena giành được 51,3% số phiếu ủng hộ, trong khi Tổng thống Rajapaksa chỉ nhận được 47,58% số phiếu. Trước đó, Tổng thống Rajapaksa đã thừa nhận thất cử, rời văn phòng làm việc và cam kết chuyển giao quyền lực êm thấm. Không như ông Rajapaksa, ứng cử viên Sirisena cam kết thực hiện đường lối ngoại giao cân bằng, chú trọng quan hệ với các nước, kể cả phương Tây và Nhật Bản. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã nhận được sự ủng hộ của các nhóm dân tộc và tín ngưỡng thiểu số. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Rajapaksa đã bị mất điểm ngay cả trong cộng đồng người Sinhala đa số giữa lúc kinh tế Sri Lanka gặp nhiều khó khăn. Giới chức Indonesia hôm nay thông báo đội tìm kiếm và cứu hộ của nước này đã bắt được tín hiệu pin có thể được phát ra từ hộp đen chiếc máy bay mang số hiệu QSH-8501 của hãng hàng không EASA rơi trên biển Java ngày 28 tháng 12. Trong lúc này, thợ lặn cũng đang nỗ lực trục vớt phần đuôi của chiếc máy bay. Theo ông Santoso Soyogo, điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, dường như hộp đen không còn nằm trong phần đuôi máy bay. Theo cấu tạo của loại máy bay Airbus A320-200, hộp đen được đặt ở phần đuôi máy bay, tuy nhiên chúng có thể văng ra ngoài khi bị tác động mạnh. Phát biểu trong cuộc họp báo vào chiều nay, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelijo, cho biết, vẫn chưa xác định được vị trí của hộp đen và các thợ lặn đang dùng phao nổi để trục vớt phần đuôi máy bay vốn đã được phát hiện ngày 7 tháng 1 dưới đáy biển Java. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tiến độ của chiến dịch quốc tế tìm kiếm máy bay và thi thể nạn nhân gặp nhiều trở ngại. Tính đến nay, mới chỉ có 48 thi thể được tìm thấy. Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay, trong tháng 12 năm 2014, giá tiêu dùng tại nước này đã tăng nhẹ nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 5 năm qua. Số liệu mới nhất này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giảm phát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Trung Quốc trong tháng 12 tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 1,4% của tháng trước đó, song thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu lạm phát 3,5% mà Ngân hàng Trung ương nước này đặt ra. Bên cạnh đó, chỉ số giá sản xuất PPI tháng 12 của Trung Quốc cũng giảm mạnh 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã giảm 2,7% trong tháng 11. Đây là đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 9 năm 2012 và cũng là tháng giảm thứ 34 liên tiếp. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số sản xuất trong tháng 12 giảm chủ yếu do giá dầu thô toàn cầu lao dốc, đồng thời nhu cầu tiêu thụ yếu cũng buộc các doanh nghiệp trong nước phải hạ giá sản xuất. Trước tình hình trên, giới đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách hạ lãi suất hoặc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.